lên được một cái dốc một lần, tức là không biết là bao nhiêu lần để cử lên cái dốc đấy nữa. Thì đấy có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi. Thực ra là cảm giác là nó rất là không biết tả như nào, tại vì tôi nghĩ đây là một cái môn thể thao mà nó rất tốt cho mọi người, cho nó giúp ta rèn luyện cả thể chất và tinh thần, và mình cố gắng quyết tâm vượt qua được một cái gì đó, có đam mê, có quyết tâm, nghĩ là mình sẽ làm. Để mà chơi cái môn thể thao này thì mình phải có cái sự hiểu về nó và hiểu cái lý do mà nó có thể mang lại. Tại đây là một môn nó luôn luôn tiềm ẩn rủi ro, mình còn đứng do đó. Tại ví dụ như tôi phải cắt cái môn của bảo hộ xe để đảm bảo là khi mà có cái gì xảy ra thì rất là hạn chế những cái rủi ro xảy ra của mình. Đó thì từ những cái đó thì mình biết thấy là cái môn thể thao này nó không phải là quá nguy hiểm. Thì tôi là có hai con trai thì rất may là hai cháu đều môn thường là cứ cuối tuần thì bao bố con vào trong rừng và cùng chạy với nhau, thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái để kết nối giữa các thành viên gia đình với nhau thông qua cùng một cái đam mê.